Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi có một cái chuyên mục để quý vị và các bạn hiểu thêm về những cái quy định của pháp luật. Tôi đi bào chữa trong một cái vụ việc vi phạm về an toàn giao thông đường bộ theo điều 260. Thì quý vị và các bạn biết không, đó là những cái quy định mà trước đây là điều 202 của Bộ luật Hình sự năm 1999 á. Thì người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm về quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì từ 1 năm đến 5 năm. Thì luật đã quy định cái khoản 1 nó có 4 cái trường hợp, đó là làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61%, gây thương tích hay gây tổn hại cho sức khỏe của người 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ thương tổn cơ thể của người này là từ 61 đến 121%. Tôi mới thấy được một cái quy định 121%, gây thiệt hại từ 100 đến 500 đến dưới 500 triệu đồng. Tôi muốn nói cho quý vị và các bạn trong cái video này là nồng độ rượu bao nhiêu thì và có hậu quả thì gây ra vi phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, theo cái khoản 2 của điều 260 đó thì phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì từ 3 năm đến 10 năm. Sợ không? Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích khác. Theo cái quy định, theo cái trường hợp này thì có hai dạng. Thứ nhất là sử dụng nồng độ rượu, bia hoặc trong máu hoặc hơi thở có nồng độ vượt quá cái mức quy định, hoặc sử dụng chất kích thích và chất gây kích thích khác. Thì chúng ta biết rồi, chúng ta bình thường thì chúng ta uống rượu nhưng chúng ta không biết thế nào là nó vượt quá hay là không vượt quá mức cho phép. Thì chúng ta chỉ có một cái cách là khi mà công an vi phạm giao thông thì công an bắt chúng ta phải test cái nồng độ rượu bằng cách thổi đó, thổi cái ống gì đó. Hoặc khi gây ra tai nạn giao thông thì các bệnh viện vẫn có cái máy để đo cái lượng cồn ở trong máu. Vì thì hôm nay luật sư trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ nói cho quý vị và các bạn thì nồng độ được theo quy định của điều khoảng 8, điều 8 của luật giao thông đường bộ là như thế này quý vị và các bạn. Các hành vi bị nghiêm cấm: điều khiển xe ô tô, mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50mg trên lít máu hoặc 0,25mg trên 1 lít thở khi thở. Thì tôi nghĩ rằng là với cái tính chuyên môn thì chắc chắn họ sẽ đo được. Còn bình thường thì không biết là cái 50mg có tương đương với một lon hay một chai không thì tôi cũng không rõ. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn phải biết rằng khi chúng ta tham gia giao thông mà chúng ta vượt quá cái mức mà theo quy định của cái hành vi nghiêm cấm trong luật an toàn giao thông đường bộ đó, thì chúng ta sẽ, và đặc biệt là có hậu quả, thì chúng ta sẽ bị pháp luật, mà đặc biệt là luật hình sự điều chỉnh. Sáng nay thì đi phiên tòa có bị cáo đã chạy xe ô tô và gây ra tai nạn cho một người chết và một người bị tỷ lệ thương tổn cơ thể là hơn 40%. Sau đó thì mặc dù anh đã có cố gắng bồi thường khắc phục hậu quả toàn bộ, có đơn bảy nại, có những cái cứu chữa kịp thời, tuy nhiên anh vẫn bị
tòa án tuyên với mức hình phạt là 2 năm. Và tôi cho rằng là bản án phù hợp với quy định của pháp luật. Vậy thì viện kiểm sát đã cho rằng là vì khi tham gia giao thông, mức mà sau khi mà gây ra cái tai nạn thì tòa thì bệnh viện đa khoa khu vực đã thử cái nồng độ cồn, và cái nồng độ cồn là 220 mg trên 100 ml máu, trong khi chúng ta biết theo quy định về vi phạm là đã là 50 là đã vi phạm rồi. Và như vậy điều này nói làm gì? Điều này chủ yếu là nếu trong trường hợp cái mức độ cồn ở trong máu như vậy thì chúng ta ở nhà, chúng ta ngủ, chúng ta tham gia giao thông thì chúng ta không thể điều khiển được cái hành vi của mình, và điều này dẫn đến gây ra cái hậu quả cho người khác. Và trong cái người bị hại thì chính bản thân người bị hại cũng có nồng độ cồn, đó cũng là một trong những cái lý do mà tòa án có những cái cân nhắc kịp thời lỗi hỗn hợp. Ngay cả cái người bị hại nồng độ cồn trong máu họ vẫn là hơn 400 mg trên 100 ml máu. Như vậy thì đây là lỗi hỗn hợp. Thông qua cái video này để nói cho quý vị và các bạn rằng vượt quá quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp sử dụng rượu bia và gây ra hậu quả theo quy định của điều 260 Bộ luật hình sự thì chúng ta sẽ bị pháp luật hình sự điều chỉnh. Thưa quý vị và các bạn, rất khó để chuyển những cái thông tin vừa mang một tính chất là kể một câu chuyện, vừa mang một cái tính chất thuật ngữ của dân nhà luật gửi đến quý vị và các bạn. Tôi cũng có một người bạn trên Facebook, anh bảo rằng luật sư ơi, luật sư sử dụng như vậy thì nó cũng vẫn chưa chuẩn, và luật sư nên sử dụng những cái từ như vậy thì nó sẽ chuẩn hơn. Thưa quý vị và các bạn, mục đích của tôi có tiếp nhận cái ý kiến của một cái độc giả của Facebook, của YouTube, và tôi cũng sẽ tiếp nhận nữa những cái các anh chị em thẩm phán và tất cả mọi người với tinh thần cầu thị để mong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta càng ngày càng mở rộng. Hy vọng rằng quý vị và các bạn cùng với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau để hiểu thêm những cái quy định về an toàn giao thông đường bộ, quy định về pháp luật về tội điều 260 vi phạm về an toàn giao thông đường bộ với mức hình phạt, với khung hình phạt, để chúng ta biết, chúng ta tự răn đe trong khi mà chán bạc chán thù vô rồi sau có đó là mình để lại một cái hậu quả rất là đáng tiếc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe cho đến thời điểm này, song hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.